Bây giờ được chúng sanh ca tụng yêu thương cung kính, nhưng lẫn trong những con người cung kính đó biết đâu chừng cũng là ma dương. Bởi vì càng cung kính sư, càng theo sư hàng trăm người thì sẽ càng làm bế tắc giao thông, mất trật tự an ninh, vì sư Minh Tuệ không có giấy tờ tùy thân. Và sư Minh Tuệ tu hành đầu đà, sư Minh Tuệ không tiếp chúng, sư Minh Tuệ chỉ muốn một mình, một bóng ở trong gốc cây, hang đá, nghĩa địa. Sư Minh Tuệ không cần sự cúng dường nhiều, sư Minh Tuệ cần yên tĩnh. Thì từ đó là một tấm gương lành trong một những pháp tu của Đức Phật là đầu đà khổ hạnh. Nếu chúng ta mỗi người ai cũng xách một bịch nước, một bịch cơm đến, mong sự nhận sự cúng dường của mình để mình có chút phước. Thậm chí có người mua bát đổi cái nồi cơm điện cho sư, rồi có người xin cái nồi cơm điện đó trên tay của người cúng dường để mình có chút phước đức đó. Đây là một trong những hành động đã cản trở rất nhiều sự an tịnh vốn có của sư Minh Tuệ. Nhân đây sư cũng xin đại diện cho Phật giáo có lòng thương mến một nhà sư lặng lẽ một mình để đi hành hạnh đầu đà, làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử năm châu bốn bể, nhắc nhở mọi người nếu chúng ta thật sự cung kính sư, hãy để cho sư yên tĩnh trong đường tu. Và làm gì trong lúc này? Mọi người hãy đứng hai bên đường chắp tay trang nghiêm, để bước chân của sư đi ngang qua một lần mình nhìn sư thôi. Mình thầm cầu nguyện cho sư vững chãi trong phong ba sóng gió của bước đường hành đạo của chính mình, nhiêu đó là đủ. Và chúng ta cũng đạt được cái công đức chúng ta tôn kính một bậc vĩ nhân trong cuộc đời này. Nếu chúng ta nói rằng là Ngài chính là hiện diện của Tổ Ca Diếp, thì chúng ta hãy thường tôn Đức Phật, Tăng Đoàn, và chúng ta hãy đứng xa nhìn Ngài với một tấm lòng cung kính. Còn hiện diện chúng ta là gì? Đức Phật đã nói trong Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đừng bao giờ biến mình thành một kẻ nô tỳ, một kẻ ăn xin mãi trên dòng Phật Pháp. Chúng ta cũng chính là con người có Phật tánh, chúng ta cũng sẽ thành Phật nếu như chúng ta có lòng, chúng ta có chí. Cho nên nhân vào cái sự mà gọi là tinh tấn tu hành của các bậc trưởng lão, các bậc thầy cao khiết, chúng ta hãy soi sáng chính mình để nhìn vào trong những chiếc lá vô thường mà chúng ta tự tu. Ví dụ như chúng ta đọc Phật học phổ thông của Ngài Bồ Tát Thích Thiện Hoa, thì chúng ta liền nghĩ đến đây là tiền thân của Ngài A Nan. Chúng ta có quyền nghĩ đến tiền thân của Ngài A Nan đã trở về Việt Nam hóa thành một hòa thượng gọi là Thiện Hoa. Ngài đã viết rất nhiều những tác phẩm từ tiểu cho đến đại trong thời gian rất là ngắn, mà Ngài cũng không thọ. Ngài hình như là sống được năm mươi mấy tuổi, 51 tuổi. Mình nhớ là Ngài không có sống lâu như các vị hòa thượng lớn, nhưng mà Ngài để lại cho chúng ta một kho tàng kinh điển giáo pháp của Đức Phật, dịch giả rất nhiều, gọi là Bộ Phật Học Phổ Thông. Mà nghe nói cái thời kỳ mà còn nhỏ, Ngài vào trong Phật học đường Bá Quốc ở Hà Nội. Ngài là một chú sa di đi học không có được chính thức, chỉ là học dự thính thôi. Và trong thời còn trẻ, Ngài cũng ngỗ nghịch, cũng giống như một người bình thường. Nhưng mà sau khi mà Ngài hành đạo thì Ngài cực kỳ thông minh, cực kỳ đạo hạnh. Và trong một thời gian ngắn thôi, Ngài đã làm nên lịch sử. Để chúng ta liên tưởng đến Đại Đức A Nan, một thời đứng bên cạnh Đức Phật để rồi tuyên dương lời Phật dạy mà không sót một chữ nào. Để rồi bây giờ chúng ta là người hầu học, có được kinh thư để tu. Và chúng ta thông qua nhìn thấy trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, cái chúng ta nhìn ở trong Thầy Pháp Hòa, sư huynh ấy, chúng ta thấy hình như sư huynh ấy cũng chính là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ở trong Đại Thừa Phật Giáo cho rằng là cõi đời này nè là phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là các vị dứt sự sanh tử luân hồi chứng đắc, nhưng không có nghĩa là các ngài đó là vào vô dư niết bàn, mà các ngài đó vẫn còn hội nhập ta bà
để phụng sự chúng sanh. Và mỗi kiếp á, các vị đó hóa thân thành một người, và các vị đó có thể thị hiện thành nam hay nữ. Đây cũng là ý nghĩa của Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm ở Việt Nam á, thì hiện thân thành một người nữ, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm ở các xứ khác thì là một đấng minh quân, là một nam nhi hùng dũng. Là vì sao vậy? Vì thị hiện từ nơi, từ triết lý, từ đạo đức của dân tộc. Cho nên á, các vị Bồ Tát đang ở xung quanh chúng ta. Cho nên kinh dạy là trong đời sống tu hành, chúng ta hãy tu cái hạnh khiêm nhường là